Còn dòng Barikaliba này chính là dòng thiên về tấn công của Li Ning. Và nếu mà các bạn nào mà thích đập cầu thì dĩ nhiên là các bạn nên chọn dòng Barikaliba. Và nếu mà nó có chữ C đằng sau thì nó sẽ càng thiên về tấn công, đặc biệt chính là cây vợt này. Cây vợt này là cây một trong những cây vợt lý tưởng về tấn công của Li Ning, dưới tầm giá mà 3.2 triệu trở xuống thì cây vợt này phải nói là cây vợt tấn công tốt nhất, cây vợt tấn công tốt nhất. Nhưng cây vợt này là cây vợt 3U và độ cứng của nó cũng gọi là tương đối cứng, nên là nó sẽ chỉ phù hợp cho anh em nào trình độ khá trở lên thôi. Tức là các đại loại Hùng nói kiểu tù mù thì anh em nào phải chơi được trên 11 kg vợt thì mới có thể bắt đầu chơi được cây vợt này. Đây là một cây vợt thiên về tấn công của Li Ning, trong tầm giá dưới 3.2 triệu thì đây là cây vợt tấn công và nó là mẫu mực nhất ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người, Support Hùng đây. Nhà Hùng thì đang còn một ít vợt, và những cây vợt nó đang lẻ tẻ, mỗi cây nó, mỗi mã thì nó có vài cây vợt. Nhà quyết định buổi tối hôm nay cũng rảnh sẽ làm video bán rẻ, bán khuyến mãi cho anh em những cây vợt cuối cùng này. Thì anh em nào mà đang muốn mua vợt rẻ thì hãy theo dõi cái video này để xem là mình có kiếm được một cây vợt nào ngon phù hợp mà cây vợt nào mình đang theo dõi từ lâu rồi chẳng hạn, nó được giảm giá với giá tốt. Ok, let's go, bắt đầu luôn nha mọi người. Đầu tiên là đây, bên Hùng có mấy mã này. Bên Hùng có mấy mã này, đây là hàng chính ngạch nhập khẩu nha mọi người, tem công ty đầy đủ nhá, bảo hành 2 tháng. Đấy, thì có 6-7 cây turbo 50C ở đây. Hùng giới thiệu với mọi người cây turbo 50C trước. Ok, cây turbo 50C này là một cây vợt dòng turbo. Đây là dòng vợt được thiết kế vát cạnh, vát cạnh hình chữ V vào phía trong, khung khá mảnh nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Dòng này là dòng thiên về đánh tốc độ, thiên về đánh tốc độ nhanh. Vòng qua đầu, Hùng đánh cây này, Hùng cảm thấy là nó rất là chuẩn cứ cầu, rất là chuẩn cầu, rất là ổn định. Tuy nhiên với cái dòng turbo này thì cảm giác khi đánh nó sẽ hơi cứng một chút cho mọi người. So với các dòng khác của Li Ning thì dòng turbo này nó sẽ hơi cứng một chút. Và đây là cây turbo 50 Combat. Combat chính là nó thể hiện cho rằng đây là cây vợt, một cây vợt hơi thiên về tấn công, cây vợt thiên về tấn công. Nhưng với bản thân Hùng là người đã chơi cây vợt này khá lâu thì Hùng có cảm nhận cực kỳ rõ ràng là cây vợt này đánh ổn định, cây vợt này đánh phản tạt nhanh, đặc biệt là những pha vòng qua đầu này. Cây vợt này về độ công thì theo Hùng thì cây vợt này nó ở mức công gọi là tương đối ok thôi, chứ còn bảo công tốt hoặc là rất tốt thì không. Cái này Hùng thấy rằng nó công ở mức gọi là khá thôi. Nói thực, đây là nhận xét thực sự của bản thân Hùng nhá. Tuy rằng đây là một cây vợt có thông số là thiên công. Rồi đi chút thông số cây vợt này có khối lượng là 86 cộng trừ 3 gram. Nó đây là một cây vợt 3U, có thể nói là nó tương đương với 3U nhá. Li Ning thì nó sẽ không phân là mấy U đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ gọi theo kiểu của Yonex là 3U, 4U gì đấy. Thì theo nó gọi là theo khối lượng. Trên 85 gram đến 89 gram thì nó là 3U. Và đây là cây vợt 86 cộng trừ 3 gram thì cây vợt này nó sẽ hơi nặng. Nếu mà bạn nào cổ tay yếu, cổ tay trung bình thì không nên động vào. Nói thẳng như thế, bạn nào phải tay khá một chút, trung bình khá trở lên thì mới bắt đầu đánh cây này được. Cây này có điểm cân bằng là 305. Điểm cân bằng này nó thể hiện rằng đây là một cây vợt thiên về tấn công, nhưng mà Hùng đã nói cảm nhận cho mọi người biết rồi đấy. Cây vợt này công gọi là ok thôi, gọi là khá thôi, chứ có công tốt hẳn thì không. Cây vợt này về cầu ngang thì nhanh, cầu thủ thì phải có cổ tay một chút. Cầu thủ thì Hùng cảm giác là cây vợt này cũng thủ cũng ở chỉ ở mức trung bình thôi, cũng không thủ tốt, vì dĩ nhiên nó là cây vợt hơi nặng đầu mà. Đấy, mọi người thích cây vợt theo lối đánh gọi là nhanh và công cũng ok, cũng như là độ ổn định, chuẩn xác đường cầu hơi cao, ở mức gọi là khá cao đấy, thì mọi người có thể chơi cây này. Cây này có độ chính xác khá là cao. Đó, cây này thì bên Hùng sale 20% cho anh em nhá. 1.750.000 sale 20% thì là còn 1.400.000 đấy. Giá sale thì không bao gồm cước và không bao gồm ship nhá. Ship thì thêm 40.000 nữa. Tất cả đơn hàng vợt đều ship 40, còn cước thì không nha mọi người. Giá chỉ không thôi. Và bên Hùng cũng không hỗ trợ căng cước, bên Hùng nói thật là bên Hùng không căng cước, bên Hùng chỉ bán vợt thôi. Đấy, thế nên là anh em về tự căng nhé. Còn anh em nào muốn căng vợt trước thì có thể mua shop khác. Nói thẳng là không căng được, chứ không phải là vợt hay hàng có vấn đề gì hết. 1.750.000 sale còn 1.400.000 nha anh em. Tiếp theo, vừa rồi là cây vợt cho một những người chơi ở mức khá, mức khá. Còn đây sẽ là cây vợt cho những người chơi ở mức độ trung bình và những người mới chơi. Xin giới thiệu mọi người, đây là cây vợt Turbo 10B. Cây này cũng đã được VNB Việt Nam Badminton, anh Tuấn Anh bên VNB Shop cũng đã review khá là kỹ, và Hùng thấy rằng anh ấy review cũng rất là chuẩn đấy. Mọi người có thể xem kỹ về phần review của anh ấy trên kênh YouTube VNB. Còn bây giờ Hùng sẽ nói sơ lược cơ bản về cây vợt này. Đây là cây vợt cũng là dòng turbo, cũng là dòng về đánh nhanh, đánh tốc độ nhanh. Và cây vợt này thì có độ dẻo, nó là điểm 3/5. Thì độ dẻo nó ở độ cứng của nó ở mức trung bình, nó cũng không dẻo và nó cũng không cứng. Theo Hùng thì độ ổn định của cây vợt này cũng khá là tốt. Và cây vợt này thông số của nó điểm cân bằng là 305, cũng bằng cây turbo 50C kia. Và cây này Hùng cũng đánh giá là cây này cũng công, nó cũng không phải là thiên hẳn về tấn công, nó chỉ gọi là công tốt thôi. Công ở mức khá, đúng kiểu tương đương với 50C thôi, thậm chí là công còn kém hơn 50C một chút. Cây này thì là cây vợt 4U.
nên khối lượng của nó tương đối nhẹ, nó giúp mọi người có thể công thủ một cách toàn diện. Nếu mà thực sự mà đánh giá thì đây sẽ là một cây vợt công thủ toàn diện chứ không phải là một cây vợt thiên về tấn công. Nhiều người sẽ nhìn vào điểm cân bằng 305 và họ nói rằng đây là một cây vợt thiên về tấn công, nhưng mà thực tế trải nghiệm thực tế và đánh giá thực tế thì đây là một cây vợt công thủ toàn diện và độ cứng trung bình, có thể trợ lực khá là tốt cho các bạn mới chơi. Đây là một cây vợt tương đối là dễ chơi, và nếu mà các bạn nào mà ở trình độ trung bình trở xuống thì chơi cây này rất là ok. Đây là một trong lựa chọn để nói là cực kỳ tốt và cực kỳ phù hợp cho những người mới chơi và những người trình độ trung bình. Thực sự là để Hùng nghĩ xem có cây nào mà tầm giá hơn 1 triệu một chút và phù hợp với người mới chơi thì thực sự là ngoài cây này ra thì cũng chỉ có cây 3D Calibre 300B hoặc là 3D Calibre 001. Ngoài ra thì thực sự là rất không, gần như không còn một lựa chọn nào khác. Đấy, cây này cũng sale 20% nha, sale 20% cho mọi người. Thì 1280 thì sale 20% thì nó còn 1024k nha mọi người. Và giá trên thì cũng chưa bao gồm cước và phí ship. 1024 thì làm tròn 1020 nha. Cũng chỉ có 6-7 cây thôi. Và tiếp theo nữa thì cũng có 2 cây Turbo, cũng là dòng Turbo 20 cây, 2 cây Turbo 20. Thì đây theo Hùng thì cây Turbo 20 này thì nó cũng dành cho trình độ phải nói là chơi tốt một chút ở mức khá. Còn trình độ trung bình trở xuống thì cây này cũng hơi nặng và hơi cứng một chút. Là cũng không cứng nhưng mà hơi nặng một chút. Cây Turbo 20 này là cây vợt công thủ toàn diện, nó rất là một cây vợt công thủ toàn diện đấy mọi người. Và cũng là dòng vợt Turbo, nó dòng về tốc độ đấy ạ. Cây này sơn khá là đẹp. Về khối lượng con này là 86g, con này là vợt 3U nên nó sẽ hơi nặng. Đấy. Độ dẻo của nó là 2/5 thì cây này có xu hướng là nó dẻo hơn hai cây trước một chút. Nên là nó sẽ giúp các bạn trợ lực tay khi các bạn đánh, nó sẽ có cái độ uốn của khung vợt, uốn của đũa vợt, nó sẽ trợ lực cho những người chơi mà cổ tay ở mức yếu trung bình. Vậy thì ông nghĩ rằng trình độ trung bình đánh cây này cũng sẽ là ok, vì nó có trợ lực cho mọi người. Nhưng mà dù sao nó cũng sẽ có khối lượng nặng hơn cây Turbo 10B kia, nên là trung bình, khá trung bình và trở xuống thì nên chọn cây Turbo 10B hơn là cây này. Cổ tay khá hơn một chút thì 20 này, Turbo 20 này. Điểm cân bằng của cây này là 295. Thì đây chính xác là một cây vợt công thủ toàn diện rồi, một cây vợt cân bằng nha mọi người. Cây vợt cân bằng có nghĩa là công và thủ đều ok. Về khối lượng bao thì Hùng tin là nó cũng sẽ công cũng sẽ là tương đối tốt ạ. Và Hùng phát hiện ra một điều nữa là cây Turbo 50 này, đây Hùng có một cây Turbo 50 và hai cây Turbo 20, mà nhìn nó, Hùng nói thật mọi người, nhìn qua video mọi người không bao giờ phân biệt được. Mà đến khi nào mọi người cầm trên tay, mọi người phải quan sát cực kỳ tỉ mỉ mọi người mới phân biệt được. Cây Turbo 50 này nó sẽ cao cấp hơn, giá của nó 1.800.000. Cây này thì khung của nó sẽ vát từ trên xuống dưới, còn cây kia nó chỉ vát ở phần trên thôi, còn phần dưới nó không vát mấy. Đấy, cây này nó sẽ vát cạnh hơn. Thông số thì Hùng thấy là thông số gần như giống hệt nhau, thông số giống hệt nhau luôn. Nhưng cây 50 này dĩ nhiên Hùng nghĩ rằng cái độ gọi là độ ổn định mặt vợt và khả năng chống rung của nó sẽ tốt hơn, cũng như là do khung nó vuốt sắc hơn nên là có lẽ là đáy sẽ thoát cầu thanh thoát hơn và nhanh hơn. Đấy, còn về cơ bản về thông số và nước sơn, tất cả thứ gần như rất là giống nhau, thông số thì giống y hệt nhau luôn mọi người. Đấy, thì cây này 1.800.000, cái kia là 1.400.000, cái kia là 1.400.000. Thì cả hai cây này cũng sẽ sale cho mọi người là 20% nha, 20%, đúng rồi, cây này 1.400.000 cũng sale 20% nha. Mọi người tự tính được mà, em thôi để ông tính luôn, 1.400.000 mà nhân 0.8 thì bằng 1.120.000 cây 20 thôi nhá. Và cây 50 còn đúng một cây thôi thì cũng 20% thì bằng 1.440.000 mọi người. Đấy, ok, và có ba cây vợt này thì ông sẽ còn sale 25% cho mọi người. Mà đây là cây vợt, ba cây vợt dòng cao dành cho những bạn nào mà cổ tay nói chung là cũng phải để phân tích đó nha. Ok, trên tay Hùng đang cầm cây hai cây 3D Calibre 300, à nhầm 600, và 3D Calibre 600C và 3D Calibre 600. Thì cây 3D Calibre này nó là vợt cũng gọi là tầm hơi cao một chút, giá của nó là 3.200.000. Đây là dòng vợt, dòng 3D Calibre nó là dòng vợt thiên về tấn công và nó cũng được vát cạnh theo kiểu là không phải hình chữ V nhưng mà nó được vát như này ạ. Mọi người có thể nhìn thấy nó cũng được vát hai bên như này, cũng là công nghệ giảm thiểu sức cản của không khí thôi. Nói chung là cũng mình cũng không phân tích nhiều, nhưng mà công nghệ vát cạnh hai bên này nó cũng là một loại vát, nhưng mà nó vát khác ở kia thì nó cũng là giảm thiểu sức cản không khí, giúp cho vợt vung ra với tốc độ nhanh hơn và chính xác hơn thôi. Còn dòng 3D Calibre này chính là dòng thiên về tấn công của Li Ninh. Và nếu mà các bạn nào mà thích đập cầu thì dĩ nhiên là các bạn nên chọn dòng 3D Calibre, và nếu mà nó có chữ C đằng sau thì nó sẽ càng thiên về tấn công, đặc biệt chính là cây vợt này. Cây vợt này là cây một trong những cây vợt lý tưởng về tấn công của Li Ninh, dưới tầm giá mà 3.200.000 trở xuống thì cây vợt này phải nói là cây vợt tấn công tốt nhất, cây vợt tấn công tốt nhất. Nhưng cây vợt này là cây vợt 3U và độ cứng của nó cũng gọi là tương đối cứng, nên là nó sẽ chỉ phù hợp cho anh em nào trình độ khá trở lên thôi. Tức là các đại loại Hùng nói kiểu tù mù thì anh em nào phải chơi được trên 11kg vợt thì mới có thể bắt đầu chơi được cây vợt này. Đây là một cây vợt thiên về tấn công của Li Ninh, trong tầm giá dưới 3.200.000 thì đây là cây vợt tấn công và nó là mẫu mực nhất ạ.
Đấy thì đi kỹ hơn một chút về thông số. Dòng 3D Calibar là dòng thiên công, và nó có chiếc combat nữa thì nó lại càng công tốt hơn. Đấy, 3D Calibar là dòng thiên về tấn công và sức mạnh, và combat cũng vậy. Độ cứng của cây vật này thì nó là 3/5 thôi, nó cũng không quá cứng. Thực sự nó cũng không quá cứng, nhưng mà về độ nặng thì nó sẽ hơi nặng, nó cũng là 8-6 gram, nhưng mà theo Hùng thì nó sẽ nặng hơn mấy cây kia. Khi mà chúng ta đánh, chúng ta cảm giác sẽ nặng hơn đấy. Về điểm cân bằng của cây này, điểm cân bằng nó ghi là có 300 thôi, thấp hơn mấy cây kia nó ghi là 305, nhưng cây này lại thực sự là tấn công tốt hơn. Đấy, thực tế là tấn công tốt hơn. Thì Hùng so cái đũa một chút xem nào. Xem là cây 50C và cây 600C này, cái đũa nó có ok, hai cây này đũa bằng nhau nha mọi người. 50C và 600C đũa bằng nhau và đũa khá là dài. Cái đũa vợt thì nó dài hơn một số cây vợt khác thì nó sẽ hỗ trợ cho tấn công. Ví dụ như Hùng so sánh với cây 60D đi. Đây thì mọi người có thể nhìn thấy cây 600D đi. Đây mọi người có thể nhìn thấy cây 600D là nó sẽ, đây nó sẽ ngắn hơn khoảng hơn một phần này. Mọi người thấy không ạ? Đấy, cái 600D này thì tí nữa Hùng sẽ giới thiệu. Vì 600D là dòng phản tạt và đánh lưới, nó sẽ có cái đũa vợt ngắn hơn, còn cây này tấn công nên đũa nó sẽ dài hơn một chút. Cây này thì siêu 25% mọi người, 3,2 triệu, còn 2,4 triệu và chỉ có 2 cây thôi. Anh em nào may mắn xem được cái video này sớm và quất thì quất luôn, bảo hành 2 tháng nhá. Và tiếp theo, anh em nào muốn một cây vợt, gọi là anh em nào có điều kiện mà ở trình độ trung bình hoặc là khá mà muốn sắm cho mình một cây vợt nó gọi là tử tế hoặc là ngon, đấy, có điều kiện thì có thể chơi cây Body Calibar 600 này. Cây này cũng sẽ là hơi thiên về tấn công vì điểm cân bằng của nó là 302 đấy ạ. Nhưng mà khối lượng của nó chỉ 84 gram thôi. Đây là một cây vợt 4U nên nó sẽ không quá nặng, nó sẽ không nặng, khối lượng ở mức trung bình, nên là chúng ta khi mà chúng ta phòng thủ hay là phản tạc các thứ thì nó cũng sẽ nhanh hơn cây 600C kia, và nó gọi là nó linh hoạt hơn. Đấy thì cổ tay ở mức trung bình và mức khá là chơi cây này hoàn toàn ok. Đây là cây vợt 4U. Và cây vợt này đũa thì nó cũng theo Hùng thì đũa nó cũng sẽ bằng 600C thôi. Đũa ngắn hơn anh em ạ, đũa ngắn hơn ạ. Ok, cây này đũa ngắn hơn mọi người thấy không ạ? Thế thì cây vợt này nó sẽ gọi là nó đánh theo kiểu điều cầu sẽ tốt hơn cây này. Theo kiểu đánh điều cầu và bắt lưới thì cây này sẽ tốt hơn mọi người. Có nghĩa là cây này công sẽ cũng ở mức bình thường thôi, vì đũa nó ngắn hơn mà. Với những cây vợt đũa ngắn hơn thì bắt lưới và phản tạt sẽ là lợi thế, thì cây này sẽ là lợi thế như thế. Nhưng mà dòng 3D Calibar thì nó cũng là dòng tấn công, nên so với các dòng khác thì cây này sẽ tấn công tốt hơn. Tiếp theo muốn giới thiệu đến mọi người ba cây vợt này bên hồ. À đúng rồi, cây này thì chỉ còn một cây thôi nhá. Cây này thì cũng 3,2 triệu mọi người ạ. Sale còn 2,4 triệu. Đấy, giá thì chưa bao gồm cước và phí ship. Ship thêm 40k nữa, cứ anh em về tự cam. Và đống vật này thì chỉ có giá ưu đãi thôi, chứ cũng không có giá khuyến mãi sâu. Bởi vì đơn giản là những cây vật này là những cây vật rất là hot. Phải nói là có bao nhiêu thì cũng sẽ bán hết bấy nhiêu, không cần chờ đến khuyến mãi, nó cũng sẽ hết hàng. Và bên Hùng cũng chỉ còn vài cây nên là tiện tranh thủ video này thì cũng giới thiệu luôn cho mọi người nha. Ok, Hùng đây còn 2 cây, là 2 cây Aeronaut 6000D. Đấy, cây này khá là hot và được nhiều người săn đón, thì bên Hùng còn sót lại đúng 2 cây thôi. Phải nói là để ôm được hàng em này được chục cây là cũng rất là khó nha anh em. Đấy, thì bên Hùng còn 2 cây. Cây này thì cái đũa của nó sẽ ngắn hơn, nó sẽ tương đương dài sẽ bằng con 600 kia, nhưng nó sẽ ngắn hơn mấy cái vật thêm về tấn công kia. Dòng D là dòng có độ cứng khá là cao. Dòng D, đặc điểm của dòng D nó là cái dòng mà độ cứng thân đũa này khá là cứng, cứng hơn các dòng khác. Khi mà nó có chữ driver, chữ D thì nó sẽ thiên về phản tạt và đè lưới nha mọi người. Thiên về đè lưới và phản tạt bởi vì khả năng kiểm soát của nó khá là tốt. Những cây vợt dòng D này khả năng kiểm soát cầu rất là tốt. Đấy, thì với cây này độ cứng rất là cứng. Còn về công thì Hùng, theo Hùng đánh giá thì cây vợt này công cũng bình thường, thì Hùng cũng đã chơi nó rồi, Hùng mới bán nó đi. Vì Hùng đánh thiên về tấn công, Hùng đánh sang con này thì Hùng cảm giác là công không được như Hùng nghĩ, Hùng bán nó đi. Nhưng mà rất là nhiều người khách phản hồi cây vợt này rất là tốt, và cây vợt này đặc biệt là bán rất là chạy. Đơn giản nó không phù hợp với Hùng bán đi, chứ không phải là không tốt cho mọi người. Cây vợt này Hùng phải đánh cũng phải gần một tháng Hùng mới bán đi. Đây là dòng Aeronaut. Dòng Aeronaut này chính là dòng đánh nó phù hợp với những người có lối đánh gọi là kinh nghiệm và lối đánh gọi là đa dạng, đường cầu mọi người đa dạng thì đánh dòng này. Dòng này là dòng phải nói là dòng chuyên cho đánh đôi đấy mọi người. Watanabe thì đang đánh cây Aeronaut 9000C, còn đây là con Aeronaut 6000D. Cây vợt này sẽ thiên về điều khiển cầu cũng như là tạt và tì lưới. Và cây vợt này là một cây vợt, theo ông đánh giá chính xác là một cây vợt công thủ toàn diện, công cũng ok, thủ cũng ok, nó sẽ không thiên hẳn về một cái gì đó. Nhưng mà về cầu phản tạt thì cây vợt này phản tạt cầu bạt ngang, Hùng cảm nhận là đường cầu của nó rất là chính xác. Và đặc điểm là cây vợt này Hùng cảm nhận là nó chống rung rất là tốt, và khách cũng phản hồi như thế, chống rung rất là tốt. Cây vợt này độ ổn định khá cao, có lẽ cũng là do nó dòng D nên đũa nó cứng nên là cái tính ổn định của nó cũng cao. Cây này thì giá 1850, nhưng dĩ nhiên giá ưu đãi bên Hùng sẽ có giá ưu đãi hơn cho mọi người, còn khuyến mãi sâu thì không có đâu, còn đúng 2 cây thôi. Hùng tin rằng là sau video này thì 2 cây này nó chẳng còn, chắc là vừa đăng khoảng buổi sáng thì chắc là buổi chiều nó cũng hết thôi. Còn đúng 2 cây, anh em nào xem mà kết cây 6000D, và đặc biệt cây này rất là đẹp. Đấy, 6000D. Còn 2 cây. Tiếp theo nữa, nếu mọi người mà thích dòng Aeronaut mà mọi người lại còn thích về tấn công thì sẽ có, mà thôi giới thiệu cây này đã.
Đây là cây Ironat 6000, nó chỉ thiếu chữ D thôi. Cây này thì cũng là một cây vợt 3U, 87g mọi người ạ. Khá là nặng, nhưng mà thực ra thì khi mà nói so sánh 3U của Li-Ning với Zonex thì 3U của Li-Ning bao giờ cũng nhẹ hơn mọi người ạ. 3U của Li-Ning nó chỉ nhẹ hơn 4, nặng hơn 4U của Zonex gọi là một chút thôi, không đánh nhiều. Không đánh 3U của Li-Ning thoải mái luôn, nhưng khi đánh 3U của Zonex là đuối tay ngay. Đấy, về cây vợt này thì cây vợt này thân của nó sẽ dẻo hơn cây 6000D vừa rồi và đũa của nó dài hơn mọi người. Đây, đo mọi người xem luôn. Này, mọi người có thấy không? Đây nha, đo ngang bằng nhau luôn nha. Đây nha, ngang bằng nhau nha. Đây, đũa của con này sẽ dài hơn. Con này cũng là một cây vợt cân bằng, chính xác đây là một cây vợt cân bằng. Nhưng đũa nó dài hơn thì cái việc tấn công của chúng ta nó sẽ cảm giác là sẽ có lực hơn mọi người ạ. Tuy thông số con này điểm cân bằng 290, còn con kia điểm cân bằng là 298. Nhưng mà con này điểm cân bằng 290, nhưng con này nhiều người lại phản hồi con này đập tốt hơn. Có lẽ là do thiết kế đũa dài hơn, theo ông là thế. Con cây vợt này cũng là một cây vợt công thủ toàn diện, rất là nhiều khách hàng feedback rồi. Cây vợt này đánh công thủ đều rất là ok và cũng khả năng chống dụng tương đối là tốt nha mọi người. Đấy, như sơn thì nó khác màu một chút. Cây này thì còn 3-4 cây gì đó, thì giá hai cây này cũng bằng nhau thôi. Anh em nào kết thì điện hồng. Thực ra nếu mà ngày trước cho Hùng chọn, nếu mà cho Hùng chọn lại, có lẽ là Hùng chọn cây 6000 này thay vì 6000D bởi vì Hùng thích tấn công hơn. Mà cây này Hùng nghĩ là nó tấn công tốt hơn, lại vì khách phản hồi, theo các khách phản hồi về cả hai cây vợt thì Hùng nhận định rằng cây 6000 này là công tốt hơn nha. Tuy nhiên là Hùng chưa được đánh cây 6000 này thực tế, nhưng 6000D Hùng đánh rồi. Đấy, 6000. Còn mọi người mà thích tấn công thì đây, đây chính là cây vợt tấn công cũng Ironat, như đây là Ironat 4000C. Và khi chúng ta nhìn thấy chữ C thì chúng ta biết là nó là tấn công rồi. Đây là cũng là một cây vợt 3U. Đấy, trước khi mà Hùng lấy cây 6000 đây Hùng đánh, thực ra Hùng đang định lấy cây này, chuẩn bị mang cây này đi căng rồi. Nhưng mà khi mà nghe cách feedback về cây 6000 đây hay quá nên lấy 6000 đây đánh. Nhưng cuối cùng lại không ưng quả công, Hùng bán đi. Đấy. Nên ai Ironat 4000C có lẽ Hùng sẽ giữ lại một cây. Bây giờ còn 3 cây thì sẽ bán 2 cây cho anh em. Cái này giá 1750, tuy nhiên bên Hùng sẽ có giá ưu đãi hơn cho mọi người yên tâm. Giá ưu đãi hơn và hàng là hàng độc nữa, cây này khó kiếm phết đấy. 4000C bán hết được hàng này, mấy cây vật này Hùng cũng chẳng còn mọi người nha. 1750 giá ưu đãi thì anh em nhắn tin cho Hùng. Ironat 4000C và đọc một chút thông số, đây vẫn là dòng Ironat, à đúng rồi, giới thiệu kỹ một dòng một chút là dòng Ironat nó có hai khe gió ở đây này, mọi người nhìn thấy không? Đấy thì cũng nó cũng vẫn là công nghệ giảm thiểu sức cản của không khí thôi. Đấy, hai khe gió nha, hai bên nha. Giảm thiểu sức cản của không khí giúp là đường cầu nó ổn định hơn và nó đi chính xác hơn. Cũng như là vung ra tốc độ nhanh hơn. Còn về khung vợt thì cái kiểu thiết kế khung vợt này nó hơi vuốt tròn tròn thì nó dạng giống gần như là kiểu khung vợt này giống như là dòng áp chốc của Zonex ấy. Đấy, kiểu khung vợt Hùng đo chứ Hùng so sánh rồi, gần như nó khớp hoàn toàn giống nhau luôn. Nhưng mà con này được cái là nó có cả khe gió nữa, nên là đánh nó cũng rất là linh hoạt. Với cái này là cây vợt thiên nơi thiên về tấn công nhưng phòng thủ cũng khá là ok. Nhưng dòng Ironat Hùng thấy phòng thủ hay tấn công thì đều tốt. Nói thực là như thế. Độ cứng là 3/5, độ cứng ở mức trung bình thôi, không cứng lắm. Mức trung bình cho mọi người. Mọi người đừng có nhìn thấy Hùng quấn như này mà sợ Hùng bẻ cái vợt nhá, không gãy được đâu. Quấn như này mà gãy được vợt thì còn gọi gì là vợt nữa. Điểm cân bằng cây này lên đến 308. 308 thì cái vợt này khá là nặng đầu và khách cũng đã feedback cho Hùng rồi. Cái vợt này đập rất là tốt. Tương đối là tốt, cũng không phải là rất tốt nhưng mà tốt. Trong tất cả các cây vợt hôm nay giới thiệu thì cây này có lẽ là về độ tấn công chỉ kém cây 6000C thôi. Vì dòng 3D Calibre nó thiên công mà, mình không chấp thằng dòng đấy. Dòng đấy sẽ tấn công tốt hơn. Đấy, cái điểm cân bằng 308. Đầu khá đầm nên Hùng tin là nó cũng sẽ giúp cho mọi người đập cầu tốt ạ. Có vẻ đũa con này cũng ngắn ngắn á. Thế do thằng à, cũng không ngắn đâu. Đũa con này bằng đũa con 6000 á. Đây là đũa dài đấy, tấn công nha. Cái này cầm vào tay cảm giác rất là sướng, đúng là cảm giác như kiểu muốn đập luôn. Đấy thì cây này 1750 giá ưu đãi thì anh em nhắn tin nha, còn đúng 2 cây thôi, một cây Hùng giữ lại. Đấy thì đấy là tất cả những cây vợt mà hôm nay Hùng giới thiệu mọi người, đây chắc có khoảng hơn 20 cây tổng tất cả các mẫu mà Hùng vừa giới thiệu với mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và nếu mà mọi người đã kết mẫu vợt nào thì hãy liên hệ cho Hùng ngay, bởi vì là nói chung là lẻ tẻ thì thôi Hùng bán nhanh để còn xem là đợt tới có hàng gì về thì nhập thêm bán hàng mới. Đấy thì anh em nào may mắn xem được video này, không có một chương trình khuyến mãi gì của bên hãng đang diễn ra nha, không có bất cứ một chương trình gì Hùng đang bán ra khuyến mãi cho mọi người, bởi vậy mà mọi người hãy tranh thủ cơ hội này đi. Đặc biệt là Hùng nghĩ rằng cây những cái cây 4000C này, 6000D thì phải nói là nó sẽ bay vèo một phát sạch luôn. Cây 600C cũng thế, có hai cây thôi, 600 cũng thế. Có cây mấy cây kia thì nó còn nhiều 50C và Turbo 10B thì nó sẽ bay chậm hơn một chút, nhưng mà nói chung là đống vợt này Hùng sẽ chỉ bán trong tối đa một tuần, nó sẽ hết khoảng hai mấy cây vợt này. Hùng nghĩ là cũng không đến. Với những cái đợt khuyến mãi thì Hùng bán một ngày phải mười mấy cây luôn, gói mỏi tay luôn. Nhưng mà đợt này không có chương trình khuyến mãi sâu, nhưng mà đây Hùng khuyến mãi cho anh em 20-25% là cũng gần bằng các chương trình khuyến mãi sâu rồi đó. Và cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại ở video tiếp theo.